Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ tư ngày mùng 2 tháng 3 năm 2022. Kính mời các bạn xem bản tin Putin tấn công Ukraine là đã đi nước cờ sai. Putin quả thật đã chơi nước cờ hết sức liều lĩnh kể từ năm 2021. Một mặt Putin đưa hơn 100.000 quân đến biên giới tăng cường đến hơn đến 150.000 quân vào giữa tháng 2 năm 2020. Mặt khác, nhà báo Phạm Phú Khải đã có bài phân tích và bình luận với sự kiện này. Thật không ngạc nhiên chút nào khi mà Putin đã sau cùng chọn con đường chiến tranh. Putin ra lệnh cho tiến hành hoạt động quân sự đặc biệt ở phía đông Ukraine, mặc dầu bao nhiêu mạng sống của người dân thường tại đây sẽ phải hy sinh cho hành động điên rồ của một trong những độc tài hàng đầu của thế kỷ thứ 21. Đây là hình ảnh một căn nhà bị trúng rocket tại Kiev, Ukraine. Những gì đang xảy ra tại Ukraine đã không nằm ngoài dự đoán của Mỹ và châu Âu, cũng như rất nhiều nước trên thế giới. Tình báo của Mỹ và Tây Phương đã biết được quyết định của Putin, chỉ không biết chính xác ngay giờ của cuộc xâm chiếm mà thôi. Liền sau đó, khi Putin nói chuyện trên đài truyền hình nước Nga, ông Tổng thống Biden đã xác định rằng Putin đã hạ lệnh cho quân Nga triển khai vào hai khu vực thuộc Ukraine. Nhưng Putin muốn thiết lập lý do để chiếm nhiều lãnh thổ hơn nữa bằng vũ lực. Nói một cách đơn giản, Biden cho rằng Putin đang cắt bớt đi một phần lớn lãnh thổ của Ukraine và đang thiết lập một cơ sở lý luận để tiến xa hơn nữa. Nhìn lại, phải chăng các hoạt động ngoại giao liên tục trong những tuần qua chỉ là mất thời gian vì Putin đã có ý đồ sẵn rồi, vẫn sẵn sàng dùng vũ lực để đạt được điều đó. Thêm vào đó, Putin đưa quân lính và vũ khí đến đó trước để áp sát lực lượng khi đàm phán đâu khác gì thái độ của một kẻ khủng bố đang dí súng vào con tin của mình và yêu cầu bên kia cứ thương lượng. Nhiều chuyên gia về Nga viết trên trang báo đều nhận định rằng đối với Putin, nhượng bộ là một chính sách hoàn toàn phải tránh. Điều quan trọng nhất mà không thể coi nhẹ là phải tiếp tục chính sách ngăn chặn đối với các nước Nga của Putin. Putin quả thật đã chơi một nước cờ hết sức liều lĩnh kể từ cuối năm 2021. Một mặt thì ông ta đưa hơn 100.000 quân đến biên giới và sau đó tăng cường liên tục lên tới 150.000 quân vào giữa tháng 2 năm 2022. Mặt khác, Putin cho công bố một danh sách gồm 8 điểm yêu cầu Mỹ và phương Tây đảm bảo an ninh cho Nga và biện luận rằng nếu đồng ý thì sẽ làm giảm được căng thẳng tại châu Âu và khủng hoảng tại Ukraine. Khi đưa ra các yêu sách này, Putin thừa hiểu sẽ không có cơ hội nào để Mỹ và châu Âu thỏa thuận hay nhượng bộ một phần hay toàn bộ. Đây là hình ảnh các nữ chiến binh Ukraine. Có lẽ vì vậy mà Putin đã coi thường các nỗ lực của phương Tây trong việc tham gia đối thoại nhằm giảm leo thang trong cuộc khủng hoảng trong nhiều tuần lễ trước khi cuộc chiến nổ ra. Ngược lại, Putin cho thấy đã tính toán nước cờ liều lĩnh rằng nếu không có thỏa thuận hay nhượng bộ nào đáng kể, Putin sẵn sàng chuẩn bị bước tiếp theo để biện minh cho việc sử dụng quân sự. Trong mắt Putin, nếu không đạt được mục tiêu mà cứ rút quân về sẽ làm cho Putin lúng túng và mất mặt. Putin cũng không phải là người muốn thế giới nghi ngờ về sự cương quyết của mình hay muốn bị mất mặt với người dân Nga của mình. Dứt khoát là không, và bằng mọi giá, ông ta phải thực hiện bằng được ý đồ của mình, đó là xâm lược Ukraine. Nếu đã đưa quân vào thì ít nhất là phải mang về thành quả nào đó trong tay, kể cả dạy cho Ukraine một bài học. Thái độ nhồng Đặng Tiểu Bình trước đó của Trung Quốc đối với chiến tranh biên giới ở Việt Nam vào năm 1979. Nhưng Putin thực tế hơn là ra lệnh cho quân đội Nga chiếm lấy hai khu vực thuộc Ukraine. Nếu quân đội Ukraine tấn công, Putin lấy cớ để triển khai hoạt động quân sự trong mở rộng. Nếu không thì Putin vẫn có được thành quả cụ thể trong tay. Ông ta đã làm những điều trên một phần vì ông ta là sản phẩm của chiến tranh lạnh, vốn là một cựu sĩ quan tình báo của Liên Xô cũ. Nhưng phần khác là mục tiêu chính trị trong nội địa. Sự nghiệp chính trị của Putin là do xuất thân từ cơ quan tình báo Liên Xô cũ, viết tắt là KGB. Nên Putin coi sự cạnh tranh giữa các siêu cường là điều tất yếu. Nhưng trong mắt Putin, Nga phải luôn chiếm vị thế siêu cường, sánh ngang hàng với Mỹ.
Đây là hình ảnh Tổng thống Nga Putin. Sau khi lên nắm quyền vào năm 2000, ông ta đã gọi sự sụp đổ của Liên bang Xô Viết là một sự kiện bi kịch thật sự và thảm họa địa chính trị lớn nhất thế kỷ 20. Mục tiêu của Putin bấy lâu nay là để khôi phục lại ngôi vị này của Nga và từng nói trước đây. Dù có thật sự tin tưởng rằng mình làm được điều này hay không thì không rõ, nhưng Putin muốn chứng minh ít nhất với người dân của mình rằng ông ta muốn khôi phục địa vị của Nga trên thế giới, và chỉ có ông ta hiện nay mới có khả năng giải quyết và quyết tâm để tiến hành làm điều này. Trước khi ông Putin ra lệnh xâm chiếm Ukraine, Dmitry Trenin, một chuyên gia về Nga, viết trên trang báo quốc tế vào cuối năm 2021, nhận định rằng mục tiêu của Putin không phải là xâm chiếm và sát nhập Ukraine vào Nga, nhưng muốn Mỹ và châu Âu trở lại sắp xếp và sắp đặt biên giới phía đông vào thời điểm hậu chiến tranh lạnh, mà lúc đó Nga sau khi Liên Xô sụp đổ không có tiếng nói đáng kể nào với NATO. Điều đó có nghĩa rằng ông Putin không muốn Ukraine, Georgia và Moldova trở thành thành viên của NATO, để Nga không phải lo lắng an ninh về biên giới phía tây của mình. Putin cũng cảm thấy an tâm hơn nếu đẩy được các tên lửa tầm trung của Mỹ ra khỏi châu Âu. Cho nên qua vụ Ukraine, Putin muốn sửa soạn và điều khiển những nước cờ như thế để chuẩn bị cho bầu cử của Nga vào năm 2024. Giờ đây, biện pháp quân sự đã được ông Putin cho tiến hành. Nước Ukraine và thế giới nên đối phó với một nước Nga có ông Putin hung hãn và sức sược như thế nào, đó cũng là điều mà dư luận đặt ra. Đây là hình ảnh binh sĩ Ukraine trên đường phố trên thị trấn ở Novolodsky. Các biện pháp trừng phạt mạnh mẽ chưa từng có lên nước Nga đã được Tổng thống Biden, châu Âu, châu Úc và rất nhiều nước trên thế giới công bố đồng loạt rất nhanh chóng. Về phần Ukraine, rõ ràng Ukraine không thể và không nên lấy trứng chọi đá khi quân Nga đang có khả năng quân sự khủng khiếp hơn mình. Chiến tranh du kích, nổi loạn vân vân, nếu kéo dài có thể làm cho Nga sau cùng phải rút quân về. Biện pháp này khó hoàn thành hơn vì Nga sát cạnh Ukraine, nhưng không cần phải điều quân xa đi tốn kém như bên Liên Xô từng xâm chiếm nhưng sau cùng đã xa lầy tại Afghanistan và phải rút quân về nước. Tuy nhiên, dù kết quả ra sao thì người dân Ukraine bày tỏ sự quyết tâm chiến đấu đến cùng. Douglas London, cựu chuyên viên cao cấp của CIA với 34 năm kinh nghiệm, biện luận trên tờ báo quốc tế vào ngày 25 tháng 2 rằng nếu Nga giới hạn cuộc tấn công ở phía đông và phía nam Ukraine, một chính phủ Ukraine có chủ quyền sẽ không ngừng chiến đấu. Họ sẽ được sự hỗ trợ quân sự và kinh tế đúng đắn từ các nước ngoài và sự hậu thuẫn của người dân rất đoàn kết. Nhưng nếu Nga tiếp tục chiếm phần lớn đất nước và thiết lập một chế độ bù nhìn do Điện Kremlin chỉ định ở Kiev, thì một cuộc xung đột kéo dài và gai góc hơn sẽ bắt đầu. Putin sẽ phải đối phó với một cuộc nổi dậy đẫm máu và kéo dài hơn có thể lan rộng ra ngoài biên giới. Thậm chí có thể tiến vào Belarus để thách thức Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko, là đồng minh thân thiết của Putin, có thể cũng sẽ bị sụp đổ. Tình trạng bất ổn ngày càng gia tăng có thể gây mất ổn định cho các quốc gia khác trong quỹ đạo của Nga, chẳng hạn như Kazakhstan và thậm chí là tràn sang chính nước Nga. Đây là hình ảnh người biểu tình phản đối cuộc tấn công vào Ukraine đối mặt với cảnh sát tại Saint Petersburg của Nga. Và những vụ biểu tình như vậy ngày càng nhiều ở Nga. Khi xung đột bắt đầu, những kết quả không thể đoán trước và không thể tưởng tượng được có thể trở thành hiện thực. Putin có thể không chuẩn bị cho cuộc nổi dậy hoặc các cuộc nổi dậy sắp xảy ra. Malidan Haring, Phó Giám đốc Trung tâm Á-Âu của Hội đồng Đại Tây Dương, tin tưởng vào thế tất thắng do quyết tâm gan dạ của người dân Ukraine để chiến đấu tới cùng. Viết trên trang báo quốc tế vào ngày 25 tháng 2, Haring kể câu chuyện như sau. Cách bờ biển Ukraine 20 dặm trên Biển Đen là đảo Rắn. Vào ngày xâm lược, một tàu Nga tiến đến hòn đảo và yêu cầu 13 lính biên phòng đóng ở đó hạ vũ khí. Và với số lượng rất ít như vậy, cuối cùng Nga vẫn chiếm mất. Tuy nhiên, người Ukraine rất dũng cảm. Và tại sao Nga có thể bại trận? Vì sự can đảm của người dân Ukraine. Edmund, chuyên viên nghiên cứu về Nga, cũng viết trên trang báo quốc tế vào ngày 22 tháng 2 rằng
cuộc nổi dậy, đặc biệt là nếu có được tài trợ từ bên ngoài, có thể vẫn làm tiêu hao lực lượng và tài nguyên của Nga qua một thời gian dài. Nhưng hai ông cảnh báo rằng nó cũng có thể là khởi đầu cho một loạt cuộc khủng hoảng giữa NATO và Nga, mà đây là lần đầu tiên sau nhiều thập kỷ an ninh châu Âu đứng bên bờ vực thẳm. James Hesberg, giáo sư về lịch sử và vấn đề quốc tế tại Đại học Kentucky Washington, biện luận trên tờ báo quốc tế vào ngày 24 tháng 2 rằng khát vọng hoài cổ của Putin là tái tạo lại Liên Xô một cách hiệu quả mà không có cơ sở lý luận toàn cầu về ý thức hệ, vì Putin chỉ là đại diện cho chế độ chuyên quyền và sức mạnh của Nga. Và nếu cần thì ông ta sẽ thực hiện bằng vũ lực đã dẫn đến Nga gây chiến tranh. Là sản phẩm của chiến tranh lạnh, nhưng vì học sai nên Putin lập được những lỗi lầm của người Liên Xô trước đây. Và phải chăng Putin tính sai nước cờ vì bao bọc chung quanh ông ta bấy lâu nay đều là những người trung thành nhất, và thường thì họ chỉ muốn nói những gì ông ta muốn nghe mà thôi. Kính mời các bạn xem bản tin cuộc chiến ở Ukraine, Putin chưa thể làm gỏi. Loạt ảnh phóng sự của các hãng thông tin và tờ báo lớn với cảnh nhiều cô gái trẻ lẫn phụ nữ lớn tuổi ôm súng AK-47, sẵn sàng liều mạng bảo vệ tổ quốc Ukraine của họ, không khỏi gây xúc động. Trên trang Facebook cá nhân, nhà báo Mạnh Kim đưa ra những quan sát của mình về cách mà chính phủ và người dân Ukraine đối đầu với Nga trong một cuộc chiến rõ ràng là không cân sức. Dẫu cho ngày mai họ có buông súng đầu hàng thì bất lực xuôi tay trước hỏa tiễn điên cuồng của kẻ thù, hình ảnh hiên ngang của họ hôm nay cũng đủ khiến vô số kẻ hèn nhát phải hổ thẹn. Nga đã xẻ Ukraine với các mũi tấn công chủ lực vào ba thành phố là Kiev ở phía Bắc, Kharkov ở phía Đông và Cherson ở phía Nam. Đây là hình ảnh một tòa nhà chung cư đã bị hư hại do trúng bom ở Kiev, Ukraine. Đã và sẽ tiếp tục xảy ra giao tranh dữ dội trên đường phố khắp các thành phố lớn tại Ukraine. Ghi nhận của các hãng tin tức nước ngoài cho thấy có nhiều tiếng súng và tiếng nổ từ khắp Kiev vào thứ Bảy 26 tháng 2. Chiều thứ Bảy 26 tháng 2, tốc độ tiến quân của quân Nga bắt đầu chậm lại khi kẻ xâm lược đối mặt với sự kháng cự mạnh mẽ của Ukraine. Đây là thông tin của Bộ Quốc phòng Anh đăng tải. Một quan chức của Ngũ Giác Đài cho biết hầu hết trong hơn 150.000 quân Nga đã hiện diện gần như đủ quân số trên đất Ukraine, nhưng họ ngày càng thất vọng vì thiếu động lực khi đối mặt với sự kháng cự gay gắt và quyết liệt. Hóa ra Ukraine không dễ sơi như Putin vẫn tưởng tượng. Khắp Ukraine, người dân tập trung trong hầm trú ẩn, và trong khi hơn 150.000 người tị nạn Ukraine đã chạy sang Ba Lan, Moldova, Romania và nhiều nước khác. Nhiều người khác can đảm chọn việc ở lại và sẵn sàng cầm súng quyết tử cho tổ quốc quyết sinh. Tờ báo Washington Post thì tường thuật: trong một tòa nhà văn phòng chính phủ ở trung tâm thành phố, người ta thấy nhiều đàn ông trung niên lẫn phụ nữ cầm súng AK-47, lưng đeo lựu đạn. Bao cát chèn dọc cửa sổ, một chiếc xe bút vừa đổ sạch xuống, bên trong có hàng trăm hộp tiếp đạn, tất cả sẵn sàng cho một mất một còn. Khi cuộc chiến vừa mới bắt đầu, Tổng thống Zelensky chia sẻ trên Twitter rằng: chúng tôi sẽ trao vũ khí cho bất kỳ ai muốn bảo vệ đất nước. Và ngay sau thông báo của ông Tổng thống, riêng tại Kiev, hàng đoàn người xếp hàng trước các đồn cảnh sát để nhận súng ống, đạn dược, và hiện có khoảng 130.000 người dân tình nguyện. Đây là hình ảnh các nữ chiến binh Ukraine. Bất kỳ ai từ 16, 18 đến 60 tuổi đều có thể gia nhập. Trong một video, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Denis cho biết chỉ riêng lực lượng dân quân tình nguyện ở Kiev đã được cấp tới 25.000 khẩu súng trường tự động, khoảng 10 triệu viên đạn, chưa kể lựu đạn và súng phòng không. Tại một nơi nào đó ở Kiev, trong thời tiết khắc nghiệt, cái chết cận kề, giữa mùi khét lẹt của đạn pháo lẫn mùi nồng nặc của tử thi vẫn còn đẫm máu tươi, người ta thấy những nhóm ẩn nấp trong những hầm để chế bom xăng từ những vỏ chai rượu. Rào chắn đã được dựng lên khắp Kiev với hàng đống lốp xe và bao cát. Người ta cũng lập các nhóm chất trên mạng ứng dụng Telegram để nhắn tin cho nhau. Trong những tin nhắn gần đây là kêu gọi người dân gỡ các biển báo giao thông để xe tăng
của Nga không biết dò đường mà đi. Tại thành phố Sumy ở phía đông bắc cách Kharkov 90 km về phía bắc, một toán dân quân đã vây bắt được một xe bọc thép của Nga. Họ lôi tên lính ra thẩm vấn theo video quay lại được và đưa lên mạng xã hội. Tại Kharkov, số người ghi danh và lực lượng dân quân tình nguyện ngày càng đông. Một chỉ huy tất bật tuyển nhận và dặn rằng ai từng đi nghĩa vụ quân sự làm ơn đứng qua một bên, những người khác đứng sang bên trái. Một phụ nữ nói rằng tôi yếu, không cầm súng được, nhưng tôi muốn đóng góp, tôi có thể giúp lau chùi vệ sinh. Đây là hình ảnh binh sĩ Ukraine trên đường phố ở thị trấn Novoluz. Chưa ai biết cuộc chiến sẽ đưa đến kết quả như thế nào, nhưng diễn ra cho thấy sự ngoan cố của Putin đang đối mặt với sự lì lợm, dũng cảm của người Ukraine. Nếu sự phản kháng quyết liệt của người dân Ukraine dẫn đến một cuộc chiến kéo dài và đẫm máu, Putin sẽ xa lầy. Khó có thể tưởng tượng được Putin có thể ra lệnh oanh tạc thảm sát hàng loạt. Và nếu quân bộ của Nga củ cưa đọ súng cho các cuộc chiến tranh đô thị, thì chiến dịch quân sự của Nga sẽ lún sâu và Putin có thể tìm cách kết thúc cuộc chiến một cách sôi hỏng, bỏng không. Giấc mơ khôi phục hình ảnh nước Nga như một cường quốc toàn cầu không chỉ tan biến, mà thất bại trong cuộc động binh có thể đe dọa quyền lực của Putin tận Moscow. Mục tiêu của Putin là dọa bằng nắm đấm để chính phủ đương nhiệm Ukraine đầu hàng, nhằm có thể dựng lên chính phủ bù nhìn thân Nga. Tuy nhiên, cho đến thời điểm này, Tổng thống Zelensky của Ukraine không phải là thằng hèn. Trên trang tweet của Đại sứ quán Ukraine tại Anh cũng vừa loan tin vào hôm 26 tháng 2, Zelensky đã từ chối lời đề nghị của Mỹ cho việc di tản ông khỏi Kiev. Ông nói, trận chiến đang diễn ra ở đây, tôi cần đạn dược chứ không cần quá giang. Tính đến chiều ngày thứ Bảy 26 tháng 2, chưa có thành phố Ukraine nào hoàn toàn thất thủ. Cũng theo tường thuật của tờ báo Wall Street Journal, phía nam của Kiev, lính dù Nga đã cố đổ bộ vào thị trấn chiến lược Vasky, nơi có một sân bay quân sự Ukraine. Loạt giao tranh nổ ra trong đêm, nhưng đến sáng ngày 26 tháng 2, người ta đã thấy hàng trăm lính Ukraine cùng nhiều tình nguyện viên ôm súng tuần tra trên trục đường chính của Vasky. Đây là hình ảnh lực lượng tình nguyện Ukraine dọc cao tốc giữa Kursky và Odessa gần Vasky. Lực lượng an ninh và tình nguyện viên địa phương đeo băng tay túa ra tìm lính Nga trốn trong rừng. Trước đó, một máy bay vận tải EIL-76 của Nga chở đầy lính dù gần Vasky đã bị bắn cháy. Cũng chưa ai dám khẳng định Putin hoàn toàn cháy túi trong kinh ngạc lớn nhất sự nghiệp, nhưng uy tín của Putin trên sân khấu thế giới đang bị cạn đến đáy. Ván bài của Putin phút chốc đưa Mỹ và phương Tây trở nên đoàn kết gần như chưa từng có kể từ sau Thế chiến thế giới lần thứ hai, đặc biệt khi rạn nứt đồng minh trở nên cực kỳ nghiêm trọng vài năm gần đây. Mỹ vẫn tiếp tục hà hơi tiếp sức cho Zelensky. Hôm nay, hôm 26 tháng 2, Ngoại trưởng Antony Blinken loan bố cung cấp viện trợ quân sự bổ sung với 350 triệu đô la và cho chính quyền, do chính quyền Biden yêu cầu Quốc hội cấp thêm 6,4 tỷ đô la viện trợ cho Ukraine. Một tình huống tồi tệ nhất đối với Putin có thể xảy ra đó là NATO kết nạp Ukraine. Nếu điều này trở thành sự thật, một trật tự một thế giới mới sẽ hình thành khác với kịch bản mà Putin hình dung và muốn vẽ lại ban đầu khi quyết định bước ra sân khấu quốc tế thể hiện sức mạnh cơ bắp của mình. Cục diện thế nào thì vẫn chỉ mới bắt đầu, không ai biết kết thúc ra sao. Có một chuyện chắc chắn rằng không lịch sử nào đủ sức mạnh biện minh để có thể băng bó cho vết thương Ukraine của Putin. Nhà báo Mạnh Kim đã nói ra quan điểm của mình như vậy. Đây là hình ảnh người biểu tình phản đối cuộc tấn công vào Ukraine đối mặt lại cảnh sát tại Petersburg, Nga. Từ kiện Berlin, kiến trúc sư Lê Quang cũng đưa ra bình luận trên trang Facebook cá nhân của mình như sau. Hôm qua, Moscow đã cáo buộc Kiev quân sự hóa dân thường trong cuộc chiến tranh do Nga phát động tại Ukraine. Những người Việt Nam cổ suý cho cuộc chiến tranh này liền hùa vào nói theo Nga, nhưng đã không hề biết rằng chiến thuật mà Ukraine sử dụng chính là học thuyết chiến tranh nhân dân của nhãn hiệu Việt Nam. Điều mà từng có thời Moscow rất mực tung hô trong cuộc chiến tranh ở Việt Nam.
chiến tranh nhân dân cho tới nay vẫn là học thuyết gây tranh cãi khi quân sự hóa, dân thường và đưa thẳng vào cuộc chiến dịch, đặc biệt là phòng vệ đô thị và nông thôn. Tại Việt Nam, chiến tranh nhân dân không chỉ dừng lại ở việc huy động dân thường tham chiến mà còn bao gồm cả trẻ em, nhất là trong công tác quân báo, thậm chí nhiệm vụ cảm tử, mà hiển nhiên đã gây tranh cãi rất nhiều cả trong và sau chiến tranh. Chiến tranh nhân dân phù hợp với mô hình chiến tranh ủy nhiệm mà dễ thấy rằng sự tương đồng giữa mô hình của Việt Nam và Ukraine khi họ nhận viện trợ từ bên ngoài rồi tiến hành tác chiến nội địa. Nói một cách tổng quát, giai đoạn đầu cuộc chiến này có rất nhiều điểm tương đồng với cuộc chiến tranh tại Việt Nam. Chỉ có một điểm khác biệt là những người Việt Nam cổ suý chiến tranh có thể sẽ phải quan sát một mặt trận mà lực lượng họ bài xích lại chiến đấu y hệt như cha ông của họ. Còn đối với phương Tây, ngày hôm nay họ đứng trong hàng ngũ của một cuộc chiến tranh vệ quốc theo lối chiến tranh nhân dân. Thứ đã là cơn ác mộng của một chiến trường tại Đông Dương nơi Việt Nam đã thực hiện. Và với tật cuộc tấn công xâm lược này do Putin phát động đối với Ukraine, chưa biết bao giờ sẽ chấm dứt.